Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay chúng tôi lên sóng cho quý vị theo dõi một cái bộ máy xịt rửa áp lực cao MVK1050. Cái đầu này đầu capum luôn nhé các bạn nhé. Đây anh em có thể theo dõi cái bộ máy này qua video chúng tôi đang quay. Con này thì nước nhiều, áp thì cũng bình thường thôi, áp hơn trăm. Nước của nó khoảng tầm 40 lít. Khủng đấy anh em ạ. Lát nữa anh em sẽ xem là nó khủng hay không nhá thì biết. Rồi xem qua cấu tạo đi. Con này chủ yếu mình bán đầu thôi, ráp lên để cho anh em xem mình test thử như nào. Đây, chạy thử trực tiếp này. Bản chất nguyên bản của con này là chạy dây đai nhá. Các bạn mua, nếu mà các bạn mua nguyên đầu mình cũng bán nhá. Có kèm luôn cả bu ly nằm rãnh cho các bạn luôn, bu ly đặc ấy. Con này là bản chất mình tháo cái đầu này ra từ một bộ máy áp lực cao nhưng mà chạy dầu diesel. Bây giờ mình tháo ra lấy nguyên đầu áp này thôi. 1050 MVK bình thường nhưng mà nước rất là khủng. Rồi lắp lên test thử cho bạn xem. Đồng hồ với các thứ zin nhá. Con này của bộ chỉnh áp này mình đã thay mới rồi này. Bộ chỉnh áp xịn luôn đấy. Nguyên bộ chỉnh áp này đã hơn cũ rồi này. Anh em thấy không? Made in Italia này. Đồng nguyên chất luôn, đồng chuẩn luôn, đồng ấy. Rồi test qua cho bạn xem nhá. Anh em có nhu cầu mua cái đầu MVK1050 này thì có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn. Đầu này thì ti này là ti 24 nha anh em nhá. Ti 24 thân xứ. Tiếp tục xứ luôn đấy. Ti 24, anh em nhìn của đầu thì biết. Hơi bị mạnh luôn đấy. Rồi. Test qua cho anh em xem, đề nghị anh em đứng tránh ra. Xem như thế nào. Ê từ từ đã. Đây, nhìn quả béc này. Lỗ này chắc 4 ly luôn đấy. Bò vãi đạn. Lỗ như mấy em hết đát luôn. Rộng như thế luôn. Mỗi tội là không có cà vạt nữa. Ôi, quay, bóc phát. Giật mình. Ai à, vâng. Mẹ này bắn vào người, rất người. Ông kia đi qua thì chỉ có nát xe thôi. Bắn tè. Nước nhiều, quá nhiều. Áp này chắc đang để khoảng tầm 100. Mình hơi ghê. Áp con này mà đẩy nó lên 140 lít thì bắn quá căng. Có ông nào lôi xe mình rửa hả? Lôi xe tăng con này xịt gầm mình đừng hỏi luôn. Áp bình thường nhưng mà nước còn quá nhiều. Ê! Cầm tê tay anh em ạ. Tay chân run hết tay. Run hết cả vai. Cái này phải tập tạ không lót được. Ok anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ Điện Máy Minh Sơn nhá. Cái đầu này mình để giá 15 triệu. Đã bao gồm bully luôn, tặng luôn cho các bạn kèm theo bully luôn, 15 triệu. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Minh Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.